Chào mọi người đã đến với kênh Yêu Cây. Thì clip này mình sẽ làm về cây đuôi cong xanh đớm nha mọi người. Cái tên xanh đớm này là do thị trường người bán người ta đặt thôi, chứ thực chất thì cây này nó không có thuộc cái chi đuôi cong Caladia, mà nó thuộc cái chi Maranta của cái họ Marantaceae, thì vẫn chung họ nha mọi người. Và tên khoa học của nó là Maranta Leonura Cochovernia. Má ơi nó dài. Thì cây này thường được trồng làm trang trí nha mọi người, trồng như một loại kiểng lá trang trí không gian, hoặc là mình có thể trồng làm nền cho những cái cây khác, rất là đẹp nha mọi người. Do mình trồng trong điều kiện thiếu ánh nắng nên cây đốm của nó bị mất màu mọi người, chứ thực chất thì cái đốm của nó có màu nâu và nó nổi lên cái nền màu xanh của cái lá rất là đẹp. Thì clip này mình sẽ làm về nhân giống nha mọi người. Thì mình sẽ nhân giống bằng phương pháp dâm cành. Thì mình sẽ cắt cành dâm khoảng 5 đến 6 cặp lá, 5 đến 6 cái lá chứ. Thì mình cứ căn mình cắt nha mọi người. Thì từ cái nách lá mà cuối cùng mình lấy mọi người, mình cắt ra thêm một đoạn nữa để mình dâm cành. Thì sẵn mình tỉa cây, tỉa cho cái chậu này luôn mọi người, cho nó ra lại cho nó đẹp, chứ lá nó cũng hơi xơ xác, với mình ít chăm sóc nó là nó cũng bị mất màu đi mọi người. Thì mình sẽ tiến hành dâm. Giá thể mình sử dụng là vỏ trấu, trấu hung, mụn dừa và phân hữu cơ. Thì mình sẽ tiến hành dâm trực tiếp vào cái chậu cây luôn nha mọi người, cái chậu trồng luôn. Thì mình sẽ dâm một cái mắt lá và cái phần cành mình cắt dư ra vào giá thể. Thì nó sẽ rất là dễ ra rễ ở vị trí nách lá nha mọi người. Hình như đa phần các cây mình dâm cành đều như thế, nên mình có lưu ý nhỏ đó thôi. Cây này thì rất là dễ dâm, nên mình không có sử dụng thuốc kích rễ để nhúng nha mọi người. Sau khi dâm thì mình sẽ phun qua thuốc kích rễ, phun ướt đều hai mặt lá. Thì một chậu mình sẽ dâm từ 2 đến 3 cây nha mọi người, cho nó chậu nó mau bự kín với nó mau phát triển thôi. Đây thì mình trồng nhân giống bán nha mọi người. Còn mọi người nếu mà trồng trang trí thì mình sẽ sử dụng, nên theo mình là nên sử dụng cái chậu dài á mọi người, cái để mình trồng vàng trải nó ra sẽ đẹp hơn. Còn mình trồng đây là chủ yếu để kinh doanh nên mình trồng chậu tròn. Mọi người trồng trang trí thì nên trồng chậu dài để cho nó phát triển đẹp hơn. Đó là kinh nghiệm của mình thôi. Thì cây này rất là dễ trồng nha mọi người, mình cứ cắt rồi mình dâm thôi. Giai đoạn đầu thì mình sẽ để trong mát tránh ánh sáng trực tiếp. Còn khi nó ra rễ thì mình sẽ để nơi có ánh sáng khoảng 4 tiếng một ngày nha mọi người, 3 đến 4 tiếng để cái lá của nó lên màu cho nó đẹp. Chỉ như mình là cái lá hơi xấu rồi mọi người, không đạt cho lắm. Khi mà nó đủ nắng thì cái đốm của nó sẽ thành màu nâu và nó nổi bật trên cái nền màu xanh. Thì đuôi cong xanh đốm mình nghĩ cũng tên là do cái màu sắc lá mọi người. Chứ đuôi cong thì nó không phải rồi, nó là Maranta. Thì mấy người nước ngoài mọi người, mấy cái nhóm hội nhóm nước ngoài thì nó kêu toàn kêu là Maranta thôi. Và cái cây này theo mình được biết là có thể trồng hỷ sinh nha mọi người, có nghĩa là trồng trong nước á, cái phần gốc mình sẽ cắm vào nước giờ nó sẽ ra rễ và nó sống được, chứ không nhất thiết là phải trồng giá thể. Nhưng mà mình vẫn thích trồng giá thể hơn, thì cây nó sẽ đủ dinh dưỡng và nó ra màu và đồ đẹp hơn. Cây mình hơi sơ sát nha mọi người, thì mình sẽ tiếp tục quan sát trong thời gian tới và cập nhật tình hình nha mọi người, khi mà cây nó ra rễ đầy đủ và nó phát triển, bắt đầu phát triển. Sau 50 ngày kể từ lúc mình tiến hành mình nhân giống á mọi người, thì cây của mình đã bắt đầu phát triển và ra rễ ổn định rồi. Nó bắt đầu ra những cái lá mới, nó lên màu cũng khá ok mọi người. Rễ ra rất là nhiều, hầu như là nó kín mặt chậu rồi mọi người. Thì cây này rất là dễ nhân giống, mình chỉ cần dâm là nó ra rễ thôi. Với trong quá trình trồng thì mình tưới nước đều nha mọi người. Nó thì do giá thể của mình thoát nước rất là tốt nên mình tưới nước thoải mái, không có kiêng cử cái vụ nước. Mình đây mình để ngoài trời mưa gió sùm luôn. Cây nó khỏe luôn. Đây là cây mẹ của nó nha mọi người. Nay nó cũng bắt đầu ra những cái cành nhánh mới và nó lên màu lại rồi. Rất là ok luôn mọi người. Cây này nếu mà mình có không gian mình trang trí, mình treo khoảng hàng một hai chậu, hoặc là mình trồng vào một cái chậu dài á mọi người, thì nó rất là đẹp.
mình có thể làm nền cho những cái cây cao hơn, hoặc là mình có thể trồng đơn độc như thế này. Rất ok nha mọi người. Cái màu đốm của nó phải màu nâu như thế mới chuẩn màu nha mọi người. Như này là còn thiếu sáng nè. Thì từ từ mình đưa ra sáng thì nó sẽ lên màu lại mọi người. Như mấy cái lá này mình đưa ra ngoài nắng nên nó đã bắt đầu lên cái màu nâu lại rất là đẹp. Thì ở đây mình sưu tập cũng khá là nhiều loại đuôi công nha mọi người. Ở đây mình có cây này là cây sọc tím. Rồi cây này là Cetosa. Này là hồng quân tử nha mọi người. Mình chưa coi cái tên khoa học của cái tên tiếng Anh đó nữa. Nhưng mà mình nhớ tên tiếng Việt là hồng quân tử, đuôi công hồng quân tử. Còn đây là cây đuôi công Ray Star. Ở bên kia thì mình có một số cái loại kiển lá khác mọi người. Hiện tại mình cũng đang làm lép trầu bà lá lỗ mọi người. Ở đây thì có hình ít xương rồng nữa, mình chơi đa dạng. Syria, Daydream, này là Telos. Và một số cây LB nữa. Chung là chơi sinh vật cảnh là đủ anh mọi người. Thì mình cũng xin kết thúc lấy cái clip mà nhân giống cũng như một số lưu ý chăm sóc đuôi công nha mọi người. Đuôi công đốm xanh đốm chứ, xem lộn. Thì có gì thắc mắc thì mọi người cứ comment ở dưới cái phần video ha mọi người. Coi mình sẽ, nếu mình giải đáp được mình sẽ giải đáp. Mà chắc là được, mấy cây này mình trồng cũng nhiều nên chắc chắn sẽ được rồi. Thì mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.